không có tiền đi mổ sớm, cuối cùng người ta mổ người ta đâu có lấy sắc được nữa. Còn... coi như là bà bây giờ bà phần là bà làm bà cũng chăm chị luôn, nuôi chị luôn hả? Cũng như mình nuôi luôn á. Đó, con không biết là ai để cái túi gì ở đây nè. Bà có chừng đụng vô mìn á, bom á. Bà có sợ bom không? Không. Không sợ luôn. Trong đó là cái gì bà? Mì tôm nè. Mì tôm hả? Của bà hay của ai? Smart Vlog mến chào cả nhà thân thương. Quay trở lại màn ảnh nhỏ trong video hôm nay nha. Hôm nay thì Smart sẽ lại tiếp tục dẫn cả nhà đi lên vùng núi thuộc địa phận của tỉnh Ninh Thuận. Ngày hôm nay Smart được người bà con họ giới thiệu cho một cái hoàn cảnh khó khăn. Và bây giờ thì Smart cùng với anh Đồng cũng như là em gái đang đi qua xem là hoàn cảnh của chị gái ngày hôm nay sẽ như thế nào, chia sẻ cái hình ảnh đến cả nhà nhé. Hai người mang cái giỏ giống như đang giành nhau vậy. Trong cái giỏ là một cái phần quà. Thì hôm nay Smart sẽ làm một cái trend nhỏ để thử xem là chị gái hoàn cảnh ngày hôm nay sẽ như thế nào. Cả nhà đón xem video nha. Đây là cái con đường mòn đi vào trong núi á cả nhà. Anh Đồng chào khán giả này. Quay lại chào khán giả cái nha. Mình chào khán giả. Chúc khán giả mãi mạnh khỏe, an vui. Anh em Xuân Bắc đang đi thăm bà con, được bà con ở đây giới thiệu có một hoàn cảnh cũng rất là khó khăn. Thì là anh em dân Bắc đang gây vô để mà tìm hiểu bà con trong này. Rồi đi. Em gái chào khán giả nha. Em ngại cả nhà. Hôm nay anh Đồng vẫn mặc đồ rất là lịch sự luôn. Đóng thùng xe viên. Anh Đồng anh chưa có gia đình đó cả nhà. Cho nên là đang lên trên này tìm người yêu. Xem có... cô nào ưng không, lên trên này đăng ký hộ khẩu luôn. Em coi có cô nào giới thiệu cho anh giùm anh cái gái ơi. Không biết hả? À vậy hả? Từ đây đi vô trong hoàn cảnh ngày hôm nay sao không em? Cho nào. À bên đó hả? À tút đằng xa bên kia đúng không? Ở cái chân núi đó đúng không? Gần gần chân núi đúng không? À. Cái hoàn cảnh ngày hôm nay của họ như thế nào em? Em không biết, tại nghe người ta nói thôi em mới giới thiệu. À, nhưng mà cái chị đó là hôm qua em nói với anh là hoàn cảnh của chị sao? Bà thì ở một mình. Ở một mình. Dạ, tại dưới đó là ở một mình, chứ bà sợ bà bệnh đau này nọ nạn á, rồi bà qua đây ở với bà mẹ của bà nữa. À, chị bị bệnh hả? Chị ấy bị bệnh. Là hiện tại bây giờ cái căn nhà đó là có hai mẹ con ở hay sao em? Dạ, hai mẹ con ở. Cô lớn tuổi chưa? Dạ, em không biết, em đã có hỏi. Còn cái chị đó, chị lớn tuổi chưa em? Chắc chị đó lớn tuổi rồi. À vậy hả? Dạ. Thôi bây giờ mình vô mình tìm hiểu luôn nha cả nhà. Cả nhà thân thương, bây giờ ngay đằng sau lưng của Xuân Bắc đã là cái căn nhà của người đồng bào Đắk Lây. Một cái hoàn cảnh khó khăn mà ngày hôm nay Xuân Bắc sẽ gửi những cái hình ảnh của họ đến cả nhà. Bây giờ mời cả nhà vào xem
xem là hoàn cảnh ngày hôm nay họ sống trên này, họ làm gì và cuộc sống của họ như thế nào nha cả nhà. Đi vào trong này á, thì số mắt thấy ngay là có một bà cụ và một chị gái ở trong đây, hình như là hai mẹ con cả nhà. Dạ, con chào cô. Dạ, em chào chị. Cô với chị đang làm gì đó? À, dạ. Con trò chuyện với cô với chị chút xíu coi. Hai mẹ con hả? Ờ, đây này, con gãy đầu. À, cô ơi. Cô cho con biết tên cô được không? Cô tên gì? Bà tọa xa thì lách. Cô lách hả? Ờ. À. Cô... xóa thì lách hả? Ta xóa thì lách. Cô lấy gì ra đây? À, giấy tờ luôn. Dạ. À, cô Pa Tâu A Xá Thị Lách. Pa Tâu A Xá Thị Lách cả nhà. Dạ. Cô ơi, cô năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi? 74 tuổi. 74 tuổi rồi. Dạ, cô sinh năm 1950. Dạ. Năm nay là cô vào đâu, 50 là cô vào 70 mấy tuổi rồi. 74 tuổi rồi. 75 chứ nhỉ, 75. Dạ, em chào chị nha. À, chị là con gái của cô hả? À, chị ơi, chị tên gì? Ta Sa Thị Sát. Chị Sát. Ba Ta Sa Thị Sát. À, Ba Ta Sa Thị Sát. Chị Sát năm nay chị bao nhiêu tuổi rồi chị? Sinh năm 72. Sinh năm 72. Dạ. Rồi chị là con thứ mấy của cô? Thưa, đây là con đầu. Chị là chị đầu. Cô có bao nhiêu người con chị? Ba đứa con trai con. Ba trai. Ba trai không. Chị là gái? Không, chị là gái của em của chị nữa là gái nữa. Hai chị em. À, có nghĩa là cô có hai chị em thôi. Hai chị em. Còn ba trai là con của chị hả? Con của chị. À, chị là ba trai. Ba trai của chị đâu rồi? Thì bắt vợ ở với vợ hết rồi. À, bắt vợ ở với vợ hết rồi hả? Ừ. Dạ. Em được bà con người đồng bào họ giới thiệu hoàn cảnh của cô với chị đó. Thì thấy chia sẻ là cô với chị đang bị bệnh đó, không biết là bệnh gì chị? Đau cái này, đừng lâu quá không được. Đi khám bệnh rồi. Ủa, là đi vô đây đi cô cho đỡ nắng. Đi, dạ, chị ngồi đây đi. Muốn tiền bạc là đi khám bệnh rồi mà không có đỡ. À, dạ, cô ngồi đây cô. Cô ngồi đây nè. Dạ. Đi kiếm tiền đi mua thuốc uống. Đi chữa bệnh nữa hả? À. Là cái chân của chị là bị gì? Đau hai cái gối này nè. Đau hai cái đầu gối. Đau hai đầu gối hả? Giống như đau khớp vậy hả cô? Đau chắc là đau khớp rồi á. À. Bữa đi rồi đi bệnh viện. Thì bữa đi bệnh viện rồi bắt đầu bác sĩ nói biểu đi chích thuốc mà không có tiền đi chắp cô nữa này ở nhà. Dạ. Là chị bị đau thôi hay là bị tai nạn té hay gì không chị? Đau không. À. Đau không mà đi không có được. Ban ngày thì đi thôi mà bằng đêm thì đau bên này nó moi hết luôn cái này ngủ không có được. Ngủ không được. Không. À. Rồi cô với chị ở trên này là hàng ngày mình làm những cái việc gì để mình... Đâu có làm đâu, lụm phân bò bày bán à. Lụm phân bò hả? Đi làm, người ta kêu đi làm mà đi làm đâu có được. Nha. Ở trên này mình nhặt phân bò được nhiều không chị? Một ngày cứ một bao, đâu có 20 ngàn à. Dạ. Đâu có đủ ăn đâu. Mình bỏ cái nón ra cho mát chị ha. À, bây giờ thấy rõ mặt chị rồi nè cả nhà. Là cái công việc hàng ngày của cô với chị là mình chỉ đi nhặt phân bò thôi. Nhặt phân bò không. À. Thì già rồi đi làm gì được nữa. Dạ, cô thì lớn tuổi rồi. Chăn bò cho người ta đưa tiền rồi mình ăn. Chăn bò mướn hả cô? Bò mình có hai con. Thì chăn bò cho người ta, nuôi bò người ta để người ta đưa tiền. À. À, hàng ngày đó có bao nhiêu đâu, một con có 10 ngàn. Một ngày. Có nghĩa là mình cái công việc hàng ngày là mình đi nhặt phân bò và mình đi chăn bò cho người ta. À. Cô với chị là nhà mình có hai con bò hả? Mình có hai con bò. Người ta gỡ
người nuôi rể. À, ba con bò người ta gửi nữa là ba con. Dạ. Rồi mình đi chăn bò mướn là người ta trả mình một ngày bao nhiêu? Một ngày một con người ta tính có 10.000 à, một con á. 10.000 một con? Ờ. Dạ. Cùng răng, dạ. Là mình chăn hết tất cả là bao nhiêu con cô? Ít thôi, 6 con. 6 con? Ờ. Vậy là một 6 con là tính luôn hai con của mình chưa? Con mình 2 con. À, vậy là có 4 con thôi. Mình chăn nuôi rể con bò người ta. Vậy là mình chăn 4 con, là một ngày được 40.000. bảy ba thôi, cô đã có đi làm được, nó thiếu gì người ta kêu làm. Dạ, rồi 40.000 là hai mẹ con ăn uống sinh hoạt đồ kia là đủ không? Sao có đủ đâu. Không đủ hả? Cứ mua dầu ăn này, thịt này, cá. Dạ. Lung tung đang tăng. Dạ. Hằng ngày thì cô với chị ăn uống cái bữa ăn hằng ngày của mình là mình ăn cái gì cô? Ăn bảy ba thôi. Ăn bảy ba là ăn cái gì? Ăn luộc lá đu đủ rồi lá canh rừng canh gì nè. Lá đu đủ. Ừ. Rau rừng. Ăn với cơm hả? Rau muống. Ừ. Ăn với cơm. Hả? Nhà còn gạo không cô? Có. Mình, còn nhiều tiền, không? Nếu có tiền thì mua, đó là hết tiền rồi không có gạo ăn nữa. Hết tiền rồi không có gạo ăn. Còn hôm nay con bị lỡ đường á, con vô con xin cô bữa cơm được không? Cho con ăn bữa cơm. Tại giờ từ đây mà đi xuống trên núi này mà đi xuống dưới kia xa lắm. Cho con bữa cơm con lót bụng nha. Cơm không có cái gì ăn. Ăn cơm không thôi hả? Hay là nhà không có cái gì ăn rồi không đãi con được? Cơm thì có kìa. À cơm thì có. Cơm thì có. Không có gì để ăn. Sáng giờ nấu cơm rồi hả cô? Cơm nấu ngày hôm qua. Ủa nấu ngày hôm qua rồi để lại ăn luôn hả? Để lại ăn ngày nay luôn. À để lại ăn ngày nay luôn. Dạ. Nhà còn bao nhiêu gạo chị? Còn ít à, còn 5 kg. 5 kg. Dạ. Mẹ. Là mình cứ đi nhặt phân bò rồi mình bán, mình mua gạo hả? Mua gạo, mua cá ăn. Một ký gạo là 12.000 hoặc 13.000 ký, mua lẻ. À, ừ. Dạ. Chị cho em coi cái chân chị chút xíu coi nè. Thì không có sơn, tôi đau biết nhau, tôi đi xin thuốc. À, phải đắp thuốc vậy hả? Ừ. Đắp thuốc ở đây này, cho hai cái gối luôn. À. Bên này cũng đắp thuốc luôn hả? Ừ, đắp được nè. Ồ. Cho nó giảm chút chút thôi. Đường lâu quá thì nó mỏi lắm. Thuốc này thuốc lá hả chị? Thuốc lá xin cho người ta. À. Đắp xuống ốp lại xong lấy cái càng bằng lại. Cái này giống như là bị khớp á cả nhà. Bị khớp á. Thuốc xin rồi ta cho thuốc uống rồi, đi xin thuốc rồi người ta cho rồi mà uống không có bớt. Không bớt hả? Ờ, người ta biểu đi bệnh viện để người ta chích thuốc vậy đó mà. Chị bị này lâu chưa? Lâu rồi. À, bị lâu rồi hả? Lâu chưa ông ạ. Lâu luôn mấy tháng này luôn. Dạ. Nửa năm này. Đợt qua thì mỏi lắm, đi không được. Nó thích đi làm, người ta kêu đi làm mà đi làm đâu có được. Dạ. Cái này là bao phân bò hả bà? Dạ. Ba bao phân bò. Ba mở nó con coi tí được không bà? Ừ. Ba mở cái bao này ra này, con xem tí nha. Phân bò này là khô rồi đúng không bà? Khô. Dạ. Chứ khô mấy lộm, khô mấy lộm rồi đó. 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 Đây là bao phân bò của bà con này cả nhà. Cái bao này mình nhặt được mấy hôm rồi mới được bao này bà? Từ hôm kia rồi đó. 3 ngày rồi. À. Mới được có chưa đầy một bao. Chưa đầy một bao. Dạ. Còn đây là 3 bao. 1, 2, 3. Đây là hút trong chuồng. À. Cứ để dành khi nào mà nhà hết cái ăn rồi mình mua. Ừ. Dạ. Rồi bò đang đi ăn cỏ hả bà? Ờ kìa, đang đi ăn. Dạ.
Bây giờ bà bán cho con ba bao này được không? Bà bán rẻ cho con đi, 10.000 bao. Được không? Được luôn hả? Được, con trở về nhá. Bà gật đầu cái là con cho anh con nhờ anh Đồng khiêng xuống, khiêng về luôn. Là có tiền luôn. 1, 2, 3 bao, 30.000. Bán vậy lỗ bà ha. Bán vậy bà có lỗ không? Đâu sợ được. Bây giờ 3 bao. À, bà bán bà trả công hết 1 bao rồi, coi như là hết 20.000 rồi. Còn lại có 40.000 thôi. Còn lại 40.000 mà bây giờ con mua 3 bao. À, vậy là lỗ rồi, con mua bao có 30.000 thôi là lỗ. Ha bà ha. Dạ. Thôi bà bán con cháu bà bán rẻ cho con đi. Để con xuống dưới kia con bán con kiếm 5-10.000 con mua cơm muốn ăn. Bán luôn hả? À bán luôn. Ơ anh Đồng khiêng về anh Đồng. Dạ. Yeah. Bây giờ mình để đây hả bà? Để đây rồi khi nào mà mình ấy là mình mới nhờ bà con mang bán bà ha. Chờ xuống dưới làng bán. Chờ xuống quăng. Dạ. Yeah. Trên này bà có trồng trọt gì trên này không bà? Không. Không hả? Đi nhặt phân bò thôi. Ừ. Với lại đi chăn bò thôi. Dạ. Yeah. Còn đây là tôn phân bò thôi, tôn rách. Tôn này tôn trùng bò, tôn rách mình mua lại hả? À. Người ta cho. Người ta cho, cái này là người ta cho. Người ta thay mình khô, người ta cho này. Còn bà tôn mua rách. Là mua mấy cái miếng mới này. Mấy cái miếng mới mà lại lóc không đủ. Không đủ. Không đủ, không đủ làm không, bây giờ mình để đây không, hả? Không đủ tiền. Mà cái này bà vay tiền mua hay sao? Mình mua cho. Bà mua hả? À, mình mượn tiền với họ xong rồi mình đi mua, cuối cùng không có đủ. Có phải mượn tiền không hay là tiền của bà mua? Không phải, mình mượn tiền với người ta. À mượn tiền của người ta. Là bắt đầu mình mua cái này. À. Cuối cùng không đủ này. Bà mua bà sửa lại cái mái nhà kia. Nó mục hết rồi. Hả? Cái mái nhà mình nó mục hết bà sửa lại hả? À, đó. Cái này bà mua hết bao nhiêu tiền? Bà mượn hết bao nhiêu tiền? Đây không phải, đây là người ta cho. Những cái mấy cái tôn cũ này là bà cho đúng không? Người ta cho bà. Người ta tháo người ta lắp tôn mới, người ta tôn cũ, tôn rách xin. Bà xin người ta cho. Dạ. Còn cái tôn mới này là bà mua. Mua. À. Tôn này cũng mỏng ha. Mỏng mà không có đủ tiền. Không đủ tiền, bà mua hết 3 triệu tất cả này. 3 triệu tất cả. Mà lại không có đủ. Là bà vay bao nhiêu tiền bà mua? 3 triệu. Vay 3 triệu luôn. Bà vay ở đâu? Mình vay trong quán. Vay trong quán bán tôn này hả? À. Người ta cho vay luôn. Công mình vay tiền. Nhưng mà mình người ta cho bà vay luôn hả? Mình vay. Chứ lâu mau mình cũng phải ta lại cho họ chứ. À. Mình phải ta lại. Người ta thấy mình khổ. Người ta thấy mình khổ, người ta cho. Vay. Lâu lâu mình cũng có tiền đưa lại cho họ chứ. À, cái này bà bà chắc là bà mượn ở dưới làng đúng không? Trong quán. Trong quán ở dưới làng. Quán mình. Cái này chắc ở xa, bà mượn ở xa đó. Xa. Yeah. Người ta thay mình khổ rách, nhà rách hết. À, nhà rách hết là người ta cho hả? Người ta cho mượn. Mình mượn, không phải xin nha. À mình mượn chứ không phải xin. Dạ. Lâu mau cũng phải trả cho họ. À, lâu mau thì cũng phải trả. Rồi bà đi nhặt phân bò, đi chăn bò có vài đồng vậy rồi thì bao giờ mới trả được? Chừng nào trả được thì trả được. Chừng nào trả được thì trả hả? Như con cái thường mình đi làm rồi giúp mình. Giúp chị hết. Bây giờ đây này, bây giờ con thấy cái trước mắt này, chị là đau chân đau yếu này. Rồi cũng không có đi làm được này. Rồi con mấy người con trai của chị thì cũng lấy vợ rồi đi ở riêng hết rồi. Đi ở riêng hết rồi. Dạ. Nó khổ lắm.
Rồi giờ có mình bà rồi sao bà trả nổi đây? Kệ. Nếu cháu con của con hay, mình ơi. Hay bây giờ con có thương con... là nó giúp quẹ ít. Hay bây giờ con có ý rồi nè, bà cho vậy. Con ở đây luôn đi. Bà cho con ở đây luôn rồi con ở với bà rồi con đi nhặt phân bò phụ bà rồi bà lấy tiền. Con không mất tiền thuê nhà con ở. Rồi bà kiếm tiền bà trả nợ ở này. Được không? Bây giờ bà cháu mình vào lấy bao đi nhặt phân bò luôn. Được không? Được không bà? Bây giờ mình không có đủ làm rồi mình cứ để ở đây hay sao? Để đây thôi. Rồi nó hư rồi sao? Thôi không biết nữa. Ủa? Có nghĩa là bà vay người ta 3 triệu bà mua. Ừ, mua xong bây giờ đủ, về là cũng không có đủ. Cuối cùng không đủ. Không đủ rồi để đây luôn. Để như vậy không có hơi đâu. Sao bà không mượn thêm? Không, mình mua cỡ đó rồi, không cho nữa. Không cho nữa hả? À. Người ta chỉ cho 3 triệu thôi. Có 3 triệu đó thôi. À bây giờ thiếu bao nhiêu nữa bà? Mình thiếu 2 triệu nữa cho. Thiếu 2 triệu nữa mới đủ sửa lại cái mái nhà hả? Ừ. Đây kinh đó. À. Ừ. Cái mái nhà bà ở vậy nó có dột không? Dột cho rách hết tôi nó hơ hết rồi. À nó rách nó dột hết hả? Ừ. Dạ. Mình căng tầm bạc bề bà bề. Đi bà dẫn con vô coi cái nhà bà tí nào. Nãy giờ chưa coi cái nhà để mà chia sẻ cái hình ảnh ngôi nhà của bà cho cả nhà xem nữa. Mình đi vô nha. Những cái căn nhà của người đồng bào á, họ dựng rất là đơn sơ thôi, che bằng mền, bằng những cái miếng bạt. Nhưng mà đa phần á, trên này nó nắng cả nhà, nó nắng và gió nó mạnh nữa, cho nên là nó rất là dễ mục luôn, nó mục hết rồi. Rồi ngay phía trước này thì bà cũng che bằng cái mền đó cả nhà. Một bên cái mền, một bên cái mùng. Dạ. Đây bên này cái mùng. Dạ. Rồi bên này cái mền. Cái mền, cái mùng kết hợp cả nha. Rồi. Mình vô mình tham quan căn nhà của bà nha cả nhà ơi. Tối bà ngủ ở đâu bà? Dạ. Cho con đeo cái này nha. Cái nhà này mình dựng lâu chưa? Lâu rồi. Lâu rồi bà ha? Ừ. Dạ. Ồ. Quần áo bà treo bên kia hả? Ừ. Đây này dục hết. Dạ. Ở đây mình lấy nước mình sinh hoạt thì mình lấy ở đâu bà? Mình có nước từ nó đi ấy mình đi múc. Múc mình nước uống hả? Nước mương cũng được. Múc nước mương hả? À, tại mình nấu mà mình đâu có uống mình có cháo rồi chờ nước sạch lên đây dần uống thùng đây. À múc nước mương. Ừ. Bà hút thuốc hả? Mình hút. Bỏ thuốc rồi hút lại. À bỏ chay. Thuốc rồi hút lại. Hút chay chay thôi. Bà hút lâu chưa? Mấy hút thôi. Dạ. Người đồng bào mình con thấy ai cũng hình như là ai cũng hút thuốc bà ha. Ờ hút thuốc hết trên này này. À. Trên này hút. Trên này nó lạnh á, nhiều khi nó lạnh là mình hút cho ấm hay sao? Biết quen hút vậy, lại quen hút xong cũng vậy à. À. Mà hồi xưa là đồng bào trên này hút thuốc lá không? Hút thuốc lá, thuốc rê á đúng không? Thuốc rê nó từ tòn trên núi, nó sạch, mà thuốc lá mà ở dưới bằng người ta xịt thuốc. Dạ. Còn thuốc người ta tòn trên này là sạch sẽ. Dạ. Người ta tòn thông theo u muối. Bữa nay không ai tòn nữa.
Dạ. Chứ hút thuốc ở dưới bằng không. À. Tên này không có ai làm nữa. Sao bà ở một mình ở trên này? Ừ. Bà không về làng, bà ở với con cái. Quen là quen ở như vậy rồi. Quen ở trên này vậy rồi hả? Quen ở rẫy rồi. Hồi lúc mà ông chú còn sống á. Cũng ở trên vậy. À. À. Là ở trên đây với bà luôn. À. À. Con cái thì ở làng. Bà năm nay bảy mấy rồi, thôi mình gọi bằng bà, gọi bằng cô cũng được cả nha. Gọi bằng bà. Thì... những cái lúc mà bà mấy hôm nay nó gió mạnh nè. Ừ. Rồi bà có đi nhặt phân bò được không? Có. Có hả? Ừ. Dạ. Đi lụm, thấy phân bò người ta đi chặn thì mình đi lụm. Đi lụm? À, đi lụm, người ta không có lụm. Bò người ta nhiều đó là mình đi lụm. Mới có, nếu ít thì... một hai ngày, ba bốn ngày mới đẻ bò. Dạ. Đi chú thấy, mình thấy người ta cho bò ăn nhiều, rồi mình đi lụm thì nhanh. À. Bò. Cái ngôi nhà của bà che bằng những cái miếng vải, nó cũng lụng lỗ hết rồi. Nó lụng lỗ, nó mục hết rồi cả nhà. Trời ơi, do qua hôm qua hôm kia mình sợ, sợ nó bơi cái tôn nữa chứ. Yeah. Mình ngủ, mình không có yên tí đâu, sợ. Vô vậy đâu mà vô mạnh lắm. Hôm qua hôm kia bữa nay nó đỡ này, hôm qua là mạnh lắm. Gió mạnh lắm. Ừ. Dạ. Yeah. Rồi cái nồi cơm bà nấu đâu rồi? Đó, nồi cơm đó, treo đó. Nồi cơm đang treo đây hả? À, cái nồi này nồi gì? Đây không có cái gì đâu. À, nồi không hả? Ăn cơm không? Có canh chứ hôm qua mình ăn hết rồi. À, canh gì bà? Canh rau rừng á. Canh rau hả? Ừ. Bên đó là cái thùng nước hả bà? Ừ. À. Nước bà để trên đó hả? Ừ. Nước đó nước uống hả? À. Nước mưa đó. Mình con đi vô con xem mưa. Tí nha. Ừ. Nước mưa là sạch chứ. Đây là cái thùng nước của bà. À, cái thùng nước. Cái đó lại nhớ. Nước này nước mưa hả bà? Nước mưa. À. Chén bát này là bà mua hả? Ừ. Dạ. Có tiền mua một cái, có tiền mua một cái, đâu có đủ bộ, có tiền mà mua đủ bộ chứ không là 10 cái, đó là. À cái. Lúc nào mình có tiền là mình mua một cái. 1 cái, 2 cái, 3 cái. Dạ. Không có đủ bộ đâu. Mấy này gió lớn à, chắc nó lùa vô đây dữ bà ha. Ừ. Nên giờ nên đuổi buộc hà loang bè đó khô thì mình lộm vụn vậy mình cũng lộm luôn hả? À, à. Tệ. Nó cứ khô vậy là mình lộm được. À. Mình lộm được hết cứ ngày nào như vậy thôi. À. Con tưởng là nó phải bự rồi mình mới lụm mới bán được chứ bà. Lụm như vậy đó. Khô là được bà ha. Ừ. À. Khô được. Rồi ai mua được. Phân bò người ta nhiều mới có phân, bò ít thì ít phân. Ít phân hả bà? Ừ. 2-4 ngày mới lụm được một bao. 2-4 ngày mới lụm được một bao. Bò ít mà. Bà đi lụm xa không? Hả? Lụm vậy chứ.
Nhìn dáng người của bà rất là nhỏ nhắn cả nhà, nhưng mà trời thương ban cho bà đang còn sức khỏe. Sư Mắc thấy là bà khỏe hơn con của bà đó, bà khỏe hơn chị rất là nhiều. Chị đau chân ốm yếu là không có làm được gì luôn cả nhà. Thiệt chứ, đứa con gái ở nhà là yếu hơn tôi nữa. Yếu hơn nữa. Tại vừa hồi trước nó tai nạn. Dạ. Tai nạn là đi không có tiền đi mổ sớm, cuối cùng người ta mổ người ta đâu có lấy xác được nữa. Còn... coi như là bà bây giờ bà phần là bà làm bà cũng chăm chị luôn. Ừ. Nuôi chị luôn hả? Cũng như mình nuôi luôn á. Còn đau hai cái đầu gối cũng như chị nó hồi nãy. Em bà... cũng dễ thương quá. Mấy chó này bà đi đâu nó đi theo đấy hả? Đi từ nhà bà đi tút ra ngoài này mà nó cũng đi theo nữa. Đi á, mình đi đâu nó cũng đi à? Dạ, xa vậy mà nó cũng đi theo nữa. Đi, đi theo mình luôn á. Chó này. Không có tôi là nó đi tìm. Dạ. Nó đi tìm là nếu mình đi rừng á, nó đi tìm thấy có mình. Không có là nó đi tìm miết thôi. Không có là nó đi tìm. Chó mình là mình như vậy đó. Trên này cũng có bò người ta chăm này cả nhà. Ừ. Trên này trên núi này thì bò nhiều á, họ nhiều. Nuôi bò nhiều nên là đi đâu mà có phân bò thì họ nhặt thôi. Ừ. Bò thì cũng không biết của ai thì mình cứ nhặt thôi. Mình nhặt như vậy rồi nhiều khi có nhặt vào bò người khác không bà? Có hả? Cứ thấy là nhặt thôi hả? Dạ. Nhặt đầy gùi rồi về. Dạ. Không đầy là thì thôi. Bao nhiêu thì cũng về bao nhiêu. À, nhặt được nhiều nhặt. Hả? Trời tối rồi về. Tối về. Dạ. Qua sang lại đi tiếp. Đố có cái đố bao rồi thôi. Đây là cái công việc hàng ngày của bà đó cả nhà. Hồi nãy bà nói với con là bà tên Lách đúng không? Bà tỏ xa Lách. Dạ. Con dê. Trời ơi. Một bầy dê luôn. Thì cái những cái hình ảnh mà cả nhà đang xem á thì ở trên cái miền núi mới có những cái hình ảnh này, đời sống của bà con đó cả nhà. Đây này, nãy giờ bà nhặt này, bà ơi cho con quay tí nào. Đó, được một phần gùi rồi. Một phần gùi. Dạ. Đó còn để lượm hết rồi này đó. Lượm phân bò. Mua gạo ăn. Nhặt phân bò mua gạo ăn. Dạ. Ê. Trả nợ nữa chứ. Đang nợ mà. Trả nợ. Dạ. Con người nói lụm phân bò mắc cỡ làm gì? Cuộc sống mà mắc cỡ gì bà ha? Mình đâu có ăn trộm của người ta đâu mà mắc cỡ. Dạ. Nói cực khổ mà đi ăn trộm mắc cỡ. Cực khổ rồi. Mình đi làm công việc mình kiếm tiền là không có gì mắc cỡ bà ha. Mắc cỡ làm gì? Dạ. Mắc cỡ thì tiền đâu xài? Tiền đâu mua gạo ăn? Nếu mình đi ăn trộm của họ là mắc cỡ. Người ta mang tiếng cho mình. Dạ. Cực khổ thì mình về, mình muốn, mình xin, mơ gì đã ăn trộm. Dạ. Nên nó khổ thêm. Tên này nhiều ăn trộm quá chứ. Trộm hả ba? Tên này nhiều người ăn trộm. Ủa vậy hả? Ừ. Dạ. Người ta đâu có thương đâu. Có khi nào bà đi nhặt phân bò về mà bà bị ăn trộm hết không? Không, mình không ăn trộm ai. Sợ lắm ăn trộm. Sợ người ta mang tiếng cho mình. Dạ. Cuộc đời mình khổ. Trên núi Hoang Vu này mà cũng có trộm nữa hả bà? Ừ.
Nhiều đây. Nhiều nào. Đồ cho con. Con mỗi đồ ăn. Hôm nay con tới đó là con có mang theo một cái phần quà của Mạnh Thường Quân gửi cho bà con miền núi mình đó bà. Hồi nãy con kẹo bà với chị đó. Dạ. Cái phần quà này là phần quà của con. Con mang theo á. Bà ha. Bây giờ là yên tâm dùng rồi ha. Cảm ơn. Dạ. Đây. Cho bà. Đấy, con gửi cho bà một thùng mì này, bà với chị một thùng mì. Rồi, hai chai nước tương. Hai chai dầu ăn nha. Rồi, một bịch cá ngân khô. Có cá ăn rồi bà ha. Không. Dạ. Rồi, hai bịch bột ngọt luôn. Đưa cho chị đi. Rồi bà cầm cá nè bà. Đó. Dạ. Bà vui không? Vui. Dạ. Cảm ơn hai đứa con. Giúp cho hai mẹ con mình khổ. Dạ, giúp cho hai mẹ con mình khổ. Cảm ơn con, hai đứa con. Con gửi quà. Dạ. Bà nói là giúp cho hai mẹ con mình khổ cả nhà. Rồi, ba bịch muối nữa nha bà ơi. Dạ, gửi chị luôn nha. Hết chưa? Dạ rồi, thì hôm nay dạ, hôm nay em tới là em mang thêm một cái phần quà của Mạnh Thường Quân gửi tặng cho gia đình mình. Đó. Em để đây nha. À, bây giờ là chị yên tâm chị dùng chưa? Yên tâm dùng rồi ha. Dạ. Có cá ăn rồi, mừng rồi. Dạ, có cá ăn rồi, mừng rồi. Tội chị quá cả nhà. Cái chân chị đắp thuốc này. Như thế này á, nó nhức lắm. Bây giờ này, đó. Bó cả hai bên luôn. Chị không có đi làm được, không có đi nhặt phân bò được á cả nhà. Thì bây giờ coi như là bà phải... đi nhặt phân bò và bà chăm chị. Mình thấy chị đi đứng, xong bác thấy chị đi đứng đi lại nó rất là khó khăn luôn cả nhà. Cái này bị khớp á, có thể là bị khớp. Thì xong bác cũng không có rành về cái này lắm. Cả nhà biết thì góp ý cho xong bác xem là cái có cái cách hoặc là có cái thuốc nào á để mà chữa cái bệnh này cho chị hay không nha. Thuốc nam á cả nhà, trên này thuốc nam thôi. Thuốc lá cây á. Dạ. Mà mình đâu có biết. Cái này chị đắp, chị kêu là chị đắp cũng lâu rồi đó. Cả nửa năm rồi hả chị? Dạ, nhưng mà không có bớt. Thuốc uống rồi, đi xin thuốc uống rồi, không có bớt. Xin thuốc uống luôn rồi mà không bớt. Dạ. Rồi, con gửi quà xong rồi. Bây giờ bà với chị vô kho cá ăn nha. Cá này mình làm món gì bà? Nấu canh chua. Dạ, cái cá này mình ăn á, lúc nào mình ăn thì chị, bà với chị lấy ra nấu. Còn mình không ăn thì cho lúc nào nắng to mình mang ra mình phơi. Dạ, để cho nó lên được lâu á. Dạ. Dạ rồi, con chúc bà với chị được nhiều sức khỏe nha. Dạ, chúc chị mau lành bệnh nha chị. Dạ, để em đỡ chị, anh Đồng đỡ chị vô á. Đầu chị đi khó khăn quá cả nhà. Rồi thôi, số mắt kết thúc video hôm nay ở đây nha cả nhà. Đây là một cái hoàn cảnh cũng rất là khó khăn. Người đồng bào Đắk Lây, được cuộc sống của bà cụ và chị ở trên miền núi của tỉnh Ninh Thuận cả nhà.
Smart tạm biệt cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo nha. Cả nhà xem video, nếu yêu thương Smart thì nhớ đăng ký kênh, ủng hộ cho Smart nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Tạm biệt cả nhà nha.